Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cannavaro sẽ thay Li Thai làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc. Đương huấn luyện viên Fabio Cannavaro vừa rơi vào cảnh thất nghiệp nên đang có tin DT Trung Quốc muốn mời lại cựu trung vệ lừng danh này. Fabio Cannavaro vừa nhảy khỏi con tàu đắm gang hu Evergrande sau khi đội bóng này lâm vào khủng hoảng tài chính. Tờ Sina của Trung Quốc hé lộ cựu trung vệ 48 tuổi này có thể được cân nhắc dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Tờ báo thể thao hàng đầu đất nước Tỷ Dân viết, Cannavaro để lại nhiều ấn tượng tốt cho người hâm mộ. Ông sẽ là một sự lựa chọn hợp lý để trở thành huấn luyện viên trưởng Nun. Nếu thay Li Thai, Cannavaro sẽ không gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường ở đây. Bởi trong đội hình của tuyển Trung Quốc, có đến 8 cầu thủ từng là học trò của Cannavaro, bao gồm Liu Dianzuo, Giang Linpeng, Gao Juni, Giang Quangtai, Lua Guofu, Alan, Elkeson và Wei Sihao. Cựu trung vệ này cũng càng không gặp khó khăn ở đội tuyển Trung Quốc bởi trước đó, ông cũng từng được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng này ngắn hạn. Đó là khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 4, 2019. Trong giai đoạn đó, ông cầm quân 2 trận và thua cả 2, trong đó có thất bại 0-1 trước đội tuyển Thái Lan. Nhưng đó là thời điểm Cannavaro phải kiêm nhiệm công việc ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Nếu nhận ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc lần này, ông có đầy đủ thời gian để bố trí công việc. Khả năng Cannavaro dẫn dắt DT Trung Quốc là hoàn toàn có thể xảy ra bởi Li Thai đang để lại thất vọng lớn. Cựu tiền vệ này chưa thể tìm ra cho đội bóng của mình một lối chơi rõ ràng, có định hình và có bản sắc. Nếu thất bại trước đội tuyển Việt Nam sau đây 2 tuần, hoàn toàn có khả năng Li Thai mất ghế vào tay Cannavaro.